Mỹ nhân Việt khóc nức nở khi bị loại khỏi top 5 Big Grand International giờ thành biên tập viên, cuộc sống thế nào? 4 năm sau đêm chung kết, Huyền mi mới lên tiếng giải thích rõ lý do rơi nước mắt tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Big Grand International, Á hậu Huyền mi và giọt nước mắt gây bất ngờ tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017. Huyền mi lá hậu một của Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm đăng quang cô được đánh giá cao về nhan sắc và vóc dáng. Đến năm 2017, Huyền My nhận trách nhiệm đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc hoa hậu hòa bình quốc tế Miss Grand International. Năm đó, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Trong xuyên suốt các hoạt động của Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Huyền My luôn tự tin thể hiện bản thân xứng đáng với vị thế thí sinh nước chủ nhà. Thế nhưng vào đêm chung kết thì đại diện Việt Nam chỉ dừng chân ở vị trí top 10 đầy tiếc nuối. Đáng nói, ngay trên sân khấu thì Huyền My đã bật khóc nức nở khiến nhà thiết kế sĩ Hoàng lên tiếng sau khi có kết quả. Đáng lẽ ra, với cương vị của một thí sinh nước chủ nhà, kể cả khi không lọt vào vòng trong thì cũng nên đường hoàng ra chúc mừng người đoạt giải như các thí sinh quốc tế. Đằng này cô ấy đứng như một đứa con nít khóc tức tưởi như bị sự ép, hình ảnh này đã đủ xấu mặt rồi. Thời điểm đó, Huyền My chọn cách im lặng trước những ồn ào. Mãi cho đến năm 2021, Á hậu Huyền My mới lên tiếng giải thích và nói rõ nguyên nhân rơi nước mắt trong chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017. Cụ thể, Top 10 Miss Grand International 2017 công khai chia sẻ, tôi đã có một kỷ niệm rất đẹp với Miss Grand International. Có rất nhiều điều tôi chưa kể ra. Đợt đó mẹ tôi ốm, nằm viện suốt, hôm chung kết mới bay vào cổ vũ được. Các bạn bay vào cũng đông, đúng lúc ra sân khấu thì mưa to. Mọi người ước hết, Tôi đứng trong cánh gà đã khóc tu tu vì thương mọi người rồi. Đến khi ra diễn thấy mọi người cố vũ ghê quá, dừng chân ở top 10 mới không kìm được nữa khóc òa à lên vì sợ làm mọi người thất vọng. Mọi người cứ ôm lấy tôi, tôi nhớ là chị cứ lắp bắp nói em xin lỗi, em xin lỗi. Mọi người thì cứ nói trời ơi không sao đâu, đừng khóc nữa. Mà đợt đó tôi cũng tập luyện nhiều, 12 giờ đêm bị thầy lôi xuống quảng trường bắt tập hét như đứng trên sân khấu cơ. Mưa to, cũng phải xuống. Nói chung là vất vả lắm cuộc sống hiện tại của Huyền My. Sau cuộc thi năm đó, Huyền My không chinh chiến bất kỳ đấu trường nhan sắc nào nữa mà lựa chọn cuộc sống bình yên. Cách đây gần 2 năm, Huyền My chuyển sang làm biên tập viên ở đài truyền hình. Lần đầu tiên đi dẫn, Á Hậu một gặp không ít áp lực nhưng cô vượt qua tất cả, dần trở thành khuôn mặt quen thuộc với khán giả ở các kênh thể thao. Ở tuổi 27, nàng hậu được nhận xét là nhan sắc thăng hạng và ngày càng trẻ trung. Huyền My là người giữ đời tư vô cùng kính tiếng nàng hậu không chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng. Về cuộc sống hiện tại, huyền mi thổ lộ với chúng tôi, hoa hậu, á hậu cũng là những con người bình thường. Có những sở thích riêng và tôi lại đặc biệt thích ăn những món ăn ngon. Sau khoảng thời gian chiều chuộng bản thân mình, tôi lập tức chấn chỉnh nhằm đem đến những hình ảnh tốt nhất đến với khán giả. Tôi may mắn vì đang được sống với đam mê. Ở độ tuổi này, tôi cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn và tôi cũng không hẳn tham gia nhiều sự kiện như trước nữa án n v c c